Xin chào các bạn. Hôm nay, Học Lái Xe OK cùng các bạn nghiên cứu bài 9 Thay đổi số trên đường thẳng. Kết thúc bài dừng xe chỗ có đường sắt chạy qua, bạn vòng trái chuẩn bị vào bài 9 Thay đổi số trên đường thẳng. Đây là nội dung bạn thường xuyên thực hiện khi điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ. Vì vậy, việc thực hiện kỹ thuật này cần phải thành thục, chuẩn xác. Đoạn đường thực hiện bài thi được chia làm 2 phần. Phần 1, tăng số, tăng tốc dài 25m. Phần tiếp theo dài 25m, bạn thao tác ngược lại. Nội dung như sau. Quan sát từ xa, khi đến vạch và biển báo tăng tốc, bạn cần tạo đà cho xe rồi thay đổi từ số 1 lên số 2. Tốc độ phải đạt trên 24 km/h với sát hạch hạng B, tăng từ số 1 đến số 2, 3 với xe sát hạch hạng C, D, E. Tốc độ hạng C, E phải đạt trên 20 km/h. Sau quãng đường tăng số 25m, bạn thực hiện giảm số, giảm tốc độ khi gặp biển báo giảm tốc độ. Bạn thực hiện quy trình ngược lại so với quá trình tăng số, tăng tốc. Điều khiển xe từ số cao về số thấp, tốc độ về dưới 24 km/h với xe sát hạch hạng B, D, dưới 20 km/h với xe sát hạch hạng C, E. Chú ý, bạn cần có thao tác vù ga trước khi cắt côn về số nhằm tạo sự đồng tốc cho xe vào số được êm nhẹ. Yêu cầu của bạn: phải thực hiện tăng số, tăng tốc, giảm số, giảm tốc đúng trên quãng đường quy định. Thời gian hoàn thành bài thi là 2 phút. Tốc độ động cơ không vượt quá 4.000 vòng phút. Những lỗi bị trừ 5 điểm. Một trong các lỗi sau: không thay đổi số và tốc độ đúng quy định, quá thời gian 2 phút, để xe chết máy, tốc độ động cơ vượt quá 4.000 vòng phút, tổng thời gian đến bài thi số 9 cứ vượt quá 3 giây trừ 1 điểm, chốt quyền sát hạch nếu mắc một trong các lỗi sau: lái xe lên vỉa hè, gây tai nạn, điểm thi còn dưới 80 điểm. Sau đây, chúng ta sẽ hệ thống lại từ bài 8 đến bài 9. Nội dung bài sát hạch thay đổi số trên đường thẳng kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở bài 10, ghép xe ngang vào nơi đỗ. Chào các bạn.